Đoàn Tùng Vận và Dương Tử cùng vào vai học sinh, người thành huyền thoại kẻ bị chê giả như bà thím. Dương Tử liệu có át vía được Đàm Tùng Vận khi đóng vai học sinh khi đã ngoài 30 tuổi không? Vừa qua những steel cut của Dương Tử khi đóng chỉnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu, tên cũ 199 lớp đã được chia sẻ. Trong đó nữ đỉnh lưu lứa 90 của Cbiz nhận nhiều ý kiến khen chê của khán giả trong tạo hình học sinh. Đặc biệt Dương Tử cũng được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân cùng Đàm Tùng Vận, người chuyên trị vai học sinh, và nhận về nhiều nhận xét từ cư dân mạng. Sau loạt phim cổ trang ăn khách như Hương Mật Tựa Khỏi Xương, Trầm Vũn Hương Phai, Dương Tử trở lại đường đua truyền hình với một tác phẩm hiện đại Muốn Mãi Mãi Yêu, đóng cùng Phạm Thừa Thừa. Phim xoay quanh hành trình trưởng thành của cặp đôi nam nữ chính với nhiều khoảnh khắc cảm động, nhắc nhở khán giả về thời thanh xuân tươi đẹp đã qua. Mới đây loạt ảnh của Dương Tử trong tạo hình học sinh ở phim mới được lan truyền rộng rãi. Trong đó nhan sắc của Dương Tử được nhận xét hiện xuống thất thường, lúc xinh xắn lúc lại nhìn dừ hơn nhiều so với nam chính. Trước đây Dương Tử cũng nhiều lần bị chê quá chênh lệch về ngoại hình khi đứng cạnh Phạm Thừa Thừa. Điều này khiến phản ứng hóa học của cặp đôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tại phần bình luận, bên cạnh các đánh giá tích cực cho sự cố gắng của Dương Tử khi vào vai học sinh ở độ tuổi 30, nhiều người đã thẳng thắn cho rằng nữ diễn viên trông như bà thím so với nam chính. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng so sánh vẻ ngoài của Dương Tử và Đàm Tùng Vận khi cùng thể hiện vai học sinh ở độ tuổi ngày 30. Được biết Đàm Tùng Vận vừa gây sốt với tạo hình học sinh khi đóng Quy Lộ cùng Tỉnh Bách Nhiên. Dù ánh mắt của nữ thần thanh xuân không còn hồn nhiên như trước đây, nhưng vẫn đảm bảo được sự trẻ trung thuyết phục khi đóng vai học sinh. Qua đó cộng đồng mạng nhận thấy nếu so sánh Đàm Tùng Vận với Dương Tử khi đóng vai học sinh thì đúng là quá chênh lệch. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.